để chứ. Mấy tên cảnh sát phế nhân chỉ là khoai tây thôi mà. CEU 181 đang gọi tổng đài. Chúng tôi phát hiện có mấy người đàn ông đang lái một chiếc xe chở rau chạy trốn về hướng thành phố. Ngày 3 tháng 4. Cứu tôi với. Điện đài đang gọi. Cả thế giới chú ý. Vừa mới ở số 530 trên đường Giao Ngọc, có một cô gái mang quốc tịch Trung Quốc bị ba người đàn ông che mặt bắt lên một chiếc xe tải màu trắng. Biển số xe là XXX. Chiếc xe đang từ đại lộ Tinh Sơn lái về hướng Thiên Thủy Di. Và EU gần đó lập tức chặn lại. CEU 181 bây giờ ở Nguyên Lãng, đang tới Thiên Thủy Di. Roger. Ngoài ra người báo án của bổ sung nhận ra người con gái đó là Hương Tân, hả? Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, con nhà giàu, rõ ràng là bắt cóc rồi. Em gái của Hạ Triển Tường cũng dám bắt đi. Bọn người nào mà cả gan vậy chứ? Không lẽ bọn họ xuống đây bắt Tiểu Mỹ? Cô lập tẩy có quy đầu sao? Có phát hiện gì không? Thì ra cái tên đó đã mua rất nhiều mảnh đất hoang và bãi đậu xe ở Nguyên là để làm ăn trái phép. Có một chỗ tên là kho vận chuyển Đại Đỉnh, cũng là của hắn đó. Kho vận chuyển Đại Đỉnh. Đại Đỉnh. Cảm ơn. Anh Quy, qua bên kho vận chuyển Đại Đỉnh đi. Madam, cái đội đã tiến về khu Tân Giới Bắc. Tự đội đội không tốt lắm đâu. Tôi là người chỉ huy của xe này, tôi kêu anh đi thì cứ đi. Chính, có chuyện gì? Không à, bây giờ em đang ở vị trí nào? Bây giờ chúng em đang đi tới kho vận chuyển Đại Đỉnh. Cái gì? Em nghi ngờ đám tội phạm hôm qua đã bắt Tiểu Mỹ. Chuyện này có thể có liên quan tới Khuy Đầu. Nè Phong à, anh không biết em đã nhận được bao nhiêu tin báo, nhưng mà em đừng làm bậy. Hay là em gọi cho tổng đài đợi nhận chỉ thị rồi mới hành động đi. Được, em biết rồi. Có chuyện gì em sẽ thông báo trước mà. Alo. Alo, alo. Alo. Điện đài EU 181 đang gọi. Over. Sao không có phản ứng gì? Madam ơi, điện thoại của tôi cũng mất sóng luôn rồi. Mà kệ đi, anh Huy, lập tức tới kho vận chuyển Đại Đỉnh cho tôi. Không đi theo đội về mà không được gì hết, nhất định sẽ bị chửi cho coi. Nếu có gì không phải đáng sợ hơn sao? Nghĩa là mặc áo chống đạn an toàn hơn. Mọi người mặc áo chống đạn mau đi, đeo nó vào. Madam ơi, hình như thực sự không có gì hết. Hay là bây giờ quay về đi, chắc còn bắt kịp cả đội mà. Thử dọc ra ngoài xem.
Xử chúng đi. Gọi chi gì? Bây giờ sóng điện thoại vẫn chưa có tín hiệu, không gọi được. Chi ra hành động. Phong, bên này nè. Phong, đợi chút đã. Em phải bình tĩnh nha. Lúc nãy khi đấu súng là bắn trúng bắt lại. Ba ơi, ba, ba, ba ơi, ba tỉnh lại đi. Con xin ba đó, con cầu xin ba trả lời con đi. Ba ơi, ba tỉnh lại đi. Ba ơi. Ông xã, ông xã.